tám đánh thức đam mê sẽ là màn đối đầu của Bích Ly nữ tính hiện đại nhưng cũng không kém phần bí ẩn và Ngọc Kayla quyến rũ lôi cuốn mỗi lần xuất hiện. Duy Ngọc lãng tử, giọng hát nhẹ nhàng và Nhật Trương, chàng MC có nụ cười tỏa nắng. Hấp dẫn, kịch tính, thăng hoa là tất cả những điều họ sẽ mang lại trên sân khấu của đánh thức đam mê. Liệu giọng hát và phong cách trình diễn có đủ sức thuyết phục ba vị giám khảo quyền lực? Đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh, diễn viên Lý Nhã Kỳ, ca sĩ Phương Vy. Ngay bây giờ hãy đến với trận đấu đầu tiên. Bích Ly của team đạo diễn Ngọc Duyên và Ngọc Kayla của team đạo diễn Minh Nhật. Một cặp đấu mà Phương Nguyên tin rằng sẽ có nhiều điều thú vị đây, khi đây là một đôi bạn thân đã 10 năm và đồng thời là hai nữ ca sĩ vô cùng gợi cảm đến từ hai đội. Ngày hôm nay, chủ đề dành cho Bích Ly và Ngọc Kayla sẽ bao gồm thanh trắng, dây thừng và ghế. Hãy cùng xem họ sẽ làm gì với các chất liệu của chương trình nha. 3, 2, 1, bắt đầu! Sexy lady, sexy lady, ai đi qua lối đó, ai trong lòng càng âu lo. Nhìn em lòng thật không đắn đo. Oh, mong em ra cuối phố, mong em đừng là hư vô. Nhìn em ta như ngây ngô, ai cho em ghé đến, ai trong lòng càng. Oh, mong em như thế đó, mong em đừng buồn vu vơ. Yeah.
không thấy bóng em về qua đây. Sao hôm nay trên lối ấy mong chờ vấp tan. Quá thật là cụm từ để dành cho Bitly của team đạo diễn Ngọc Duyên. Tất cả các lợi thế về hình thể, về giọng hát và cả vũ đạo đã được cô ấy phô bày trên sân khấu qua tác phẩm Đường Cong. Còn ở phía đối trọng, đạo diễn Minh Nhật cũng đã ngay lập tức cử rào con át chủ bài và là nhân tố quyến rũ nhất của đội mình để trực tiếp đối đầu cùng với Bitly. Ngay trên sân khấu, mời quý vị sẽ cùng tiếp tục mạn nhãn với Ngọc Kayla của team đạo diễn Minh Nhật. Em là một bông hoa hồng đẹp, và hoa hồng thì chỉ nên ở trong chậu. Đừng suy nghĩ hoa hồng sẽ lộng lẫy ở ngoài kia, bởi vì em sẽ không làm gì được nếu thiếu anh. Không, em sẽ làm được, vì hoa hồng có gai. We'll be right back.
quay quay xa về gần rồi vội vàng lại quay quay thêm một lần cuộc đời như lần lần như lần không ai ngừng về cho mơ Ly và Ngọc Kayla. Thưa quý vị, một tràng vỗ tay cho sự quyến rũ và hấp dẫn của hai cô gái. Cô ấy tin chắc là lúc này thì anh Vinh có rất nhiều cảm xúc đúng không ạ? Nếu mà hai cô gái này lấy hai cái tên họ ghép vô thành Ngọc Bích, Bích Ly và Ngọc Kayla hả? Nhưng mà anh gọi tạm gọi là đây là hai bông hồng đen. Phải nói là quyến rũ, không có dây hay có ghế hay là có gì mà làm khó các bạn hả? Các bạn bứt phá ra, chúng ta có vườn thanh chắn để bước lên ghế và bung dây ra. Hai bạn đều lọc rất tốt. Nếu mà nói về tiết mục này thì đúng là ngang tài ngang sức. Bích Ly thì lại tạo cho cái sự bất ngờ. Mới tuần trước chúng ta thấy dân ca Bolero nhẹ nhàng, hôm nay cô ấy đã quay trở lại đúng như lời hứa. Rốt các bạn hôm nay anh nghĩ là hai đạo diễn đã đưa ra đúng hai cái màu mà mình muốn đấu với nhau mạnh nhất ở trong cái sự quyến rũ của đội mình. La hay là Ly thì chắc chắn là Hạ Hồi phân giải. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì Phương Nguyên tin rằng cả Bích Ly và Ngọc Kayla đều đã có một vị trí trong lòng của khán giả, đặc biệt là những ai mà yêu mến sự quyến rũ như là chị Lý Nhã Kỳ. Chị đã là một quân sư cho Bích Ly. Em hãy tự tin lên, cháy hết mình và làm màu quyến rũ mà chị nhìn thấy ở em. Còn đối với Ngọc Kayla, chị Lý Nhã Kỳ đã chia sẻ Ngọc Kayla sẽ luôn có những fan trung thành dù là nam hay nữ. Ngày hôm nay khi mà hai cô gái trực tiếp đối đầu nhau, điều này chắc chắn là một quyết định sẽ rất khó đối với chị đúng không ạ? Chị rất là lo lắng luôn khi mà chị nói là chị cầu chờ cho em đừng có gọi chị vào là người cuối cùng, bởi vì rất khó. Bích Ly làm cho Kỳ rất là bất ngờ. Hai người gọi là ngang tài ngang sức luôn á. Rất khó, chỉ cần nhỉnh một chút xíu thôi là câu chuyện nó đã khác rồi. Chưa bao giờ mà mình coi một cái chương trình mà hai người phụ nữ diễn sexy mà tim mình đập nhanh. Kỳ nghĩ rằng là nếu mà Kỳ gặp một anh chàng mà gọi là soái ca, tim Kỳ cũng không đập nhanh bằng hai cô này. Cái sức hút và cái sự quyến rũ quá là hấp dẫn. Kỳ cũng là một người phụ nữ quyến rũ mà Kỳ nghĩ là Kỳ đứng lên chắc vẫn bánh bèo, vì không có thể nào có sự sexy bằng hai bạn. Về mặt ấn tượng nhìn hơn một chút, đó chính là Bích Ly, một cô gái mà tập 1 là áo dài tím Bolero, nhạc trữ tình, mà hôm nay Ly đã làm quá là bất ngờ. Ly cho chị nhìn thấy được một cái lửa, một cái nội lực mà ở cái vai trò nào và ở một cái đề tài nào, từ diễn xuất cho đến hát cho đến vũ đạo thì Ly đều làm rất là tốt. Về Ngọc Kayla thì mình không bàn rồi vì cô ấy xinh đẹp. Mình nói chuyện mà nhìn trước Ngọc mà mình cũng còn rung động không chị phải em ha. Chắc chắn là để quyến rũ từng giây, từng phút, từng khoảnh khắc trên sân khấu này, rồi từng cái khoảnh khắc đều được máy quay ghi lại sẽ vô cùng khó khăn. Chị Phương Vi chắc chắn hiểu cảm giác này đúng không ạ? Bởi vì chị cũng là một trong những nữ ca sĩ vô cùng quyến rũ của V-pop. Vậy thì ngày hôm nay thấy được hai màu sắc quyến rũ trên sân khấu cùng đối đầu trực tiếp với nhau dù chị chưa từng gặp hai bạn trước đây. Vi hiểu được cái cảm giác khi mà phải ở trên sân khấu và trình bày một cái ca khúc mà ở đó mình phải biểu cảm chính của mình là sexy. Tại vì Vi nghĩ là trên sân khấu khi mà hát một cái ca khúc buồn hay vui, bất kỳ một cái trạng thái nào đó, đối với Vi khó nhất đó chính là diễn làm sao cho gợi cảm. Bởi vì mình phải vượt qua được bản thân của mình phải tin trước là mình sexy thì người đối diện mình mới có thể cảm nhận được cái điều đó. Khi mà xem cái phần trình diễn của hai bạn thì đối với bạn Ngọc Kayla thì bạn có hết tất cả mọi thứ mà một cái ca sĩ thần tượng họ muốn, có nghĩa là về ngoại hình, về giọng hát của bạn cũng rất là phù hợp với cái thể loại nhạc, đặc biệt là cái bài vừa rồi mà bạn chọn. Nhưng mà có vẻ là cái sự cố đó làm cho bạn hơi bị phân tâm chút xíu, cho nên là cái đoạn cuối thì đáng lẽ ra là mình phải bung ra hết luôn thì bạn còn hơi kèm lại chút xíu, cho nên là hơi tiếc ở đó. Còn đối với lại Bích Ly thì ban đầu nghe hai bài luôn là Vi biết là Vi vô thế rồi, tại vì đây là hai cái đoạn đầu của hai bài là cái thể loại nhạc Vi yêu thích, jazz nó pha hơi Broadway một chút xíu, là Vi vô thế liền, là phải coi kỹ để nhận xét. Cái phần của Bích Ly thì Vi thấy là ban đầu Vi nghe thì Vi thấy cái giọng rất là hợp với lại cái bài hát mà Ly đã chọn. Vi nghĩ trong đầu là có một chút xíu tiếc là có đoạn cuối á, có mấy cái khu nhạc cuối bạn để trống mà bạn phải fill lên thì hơi tiếc ở chỗ đó chút xíu. Vi đang ngồi đây Vi đang xem, Vi suy nghĩ trong đầu là có vẻ như động tác của bạn này chưa được dứt khoát mấy, thì chị Kỳ qua nói Vi biên câu mà làm cho Vi thôi luôn cái suy nghĩ đó, là Vi có biết là cái bạn này là chuyên về Bolero không? Kêu nó vậy đó hả chị? Nếu vậy thì em chịu thua, em nể quá. Bích Ly diễn rất là gợi cảm. Có thể là động tác của bạn chưa có trọn vẹn, nhưng cái thần thái của bạn không phải ai muốn gợi cảm cũng có được đâu. Tại bạn tin là bạn quyến rũ gợi cảm và bạn đã diễn được cái điều đó trên sân khấu. Cho nên chúc mừng hai bạn có một cái phần trình diễn phải nói rất là quyến rũ.
Ai thì cũng yêu cái đẹp, mà trên sân khấu bây giờ có hai vẻ đẹp và hai sự quyến rũ khác nhau. Phương sẽ không hỏi khán giả nữa, bởi vì Phương biết khán giả bây giờ có hỏi thì ai các bạn cũng vỗ tay nồng nhiệt thôi, bởi vì ai cũng đẹp hết. Riêng Phương Nguyên mà cho một phiếu bình chọn thì chắc cũng không biết là chọn ai. Vậy thì ngay bây giờ cái phần khó khăn này đành phải đẩy về phía của giám khảo thôi. Anh Vinh, Okela hay là Okely? Thật ra thì anh đã có sự lựa chọn của mình rồi. Dạ. Yeah. Okely. Dạ. Yeah. Một lá phiếu dành cho Bích Ly của team đạo diễn Ngọc Duyên. Chị chưa hết rung đâu, chị còn rung lắm. Thôi kỳ cuối đi chị, kỳ cuối đi. Ngay lập tức em mời chị Lý Nhã Kỳ. Trời ơi. Thật ra chị nghĩ rằng là sau cái màn trình diễn này, có bao giờ Bích Ly và Ngọc Kala nghĩ rằng thành là một đôi bạn diễn song ca mà gọi là Bích Ngọc không? Tại vì hai bạn diễn vô sẽ rất là ý, nhất là đôi bạn đã 10 năm rồi. Còn bây giờ Kỳ cũng xin Okely. Hai lá phiếu dành cho Bích Ly. Vậy thì nhân vật mặt khác màu duy nhất lựa chọn của chị thế nào? Ok vì vì Melly. Một lần nữa chúc mừng Bích Ly của team đạo diễn Ngọc Duyên. Và cảm ơn Ngọc Kayla. Cả hai cô gái ngày hôm nay quá sức xinh đẹp, và họ xứng đáng nhận được nhiều hơn nữa những tràng pháo tay đến từ phía quý vị. Đây là hai cô gái rất là hot của hai team, cả Minh Nhật và chị Ngọc Duyên. Thật ra ở ngoài á, thì hai cô gái này là hai cái cô mà khá là nhút nhát, chứ không phải là được nóng bỏng như là quý vị vừa thấy trong cái phần biểu diễn đâu. Hơi rụt rè, hơi nhẹ nhẹ, hơi khép kín. Mà phải công nhận là đánh thức đam mê luôn á, không biết là ở đâu á. Quăng mấy người này lên trên sân khấu nha, bật đèn, bật nhạc lên một cái là trời ơi, thức liền. Đưa hai bạn lên sân khấu, cái sự rụt rè đều biến mất hết. Mà thay vào đó là cái sự nóng bỏng, sự quyến rũ của người phụ nữ. Và phụ nữ rất cần chuyện đó. Phụ nữ bây giờ là một cành hoa khiến mọi người phải nhìn. Từ đó thì mình nghĩ là có nghĩa là mình phải bứt phá hơn, mình phải hay hơn. Và với những cái đề mà ban tổ chức đưa ra, sông trắng nè, ghế và roi, thì nó mang cái hơi hướng của cha nhiều hơn. Kayla là một ca sĩ, thì Nhật có nói ý tưởng đó với Ngọc Kayla, thì Ngọc Lan nói ok để em kiếm bài. Và cũng cuối Ngọc Lan nói em sẽ lấy bài Bay đi, nhưng phụ nữ ta phải bay ra. Thì nghe cái tên là mình cũng thấy được là cái sự là hướng về tương lai, thoát ra khỏi những cái gì mà áp bức, những cái gì mà người phụ nữ phải gánh chịu. Em quyết định là em hỏi ý kiến anh Nhật là em mess up cái bài hôm nay nên mới được bay được không? Thấy hợp lý và hai anh em quyết định làm cái mess up hai bài. Cô gái rất là táo bạo ha. Đây là thấy hôm nãy trả lời là rất là hiền không thấy mọi người nha. Khác hẳn về hình ảnh trên sân khấu nha. Ngày hôm nay khi mà nhận được cái lệnh là phải nói một từ đấu đi, nhưng mà Linh nghe ghê quá à. Linh, khi mà thấy hai đứa mình mà cùng một cái style là nhạc kịch cũng xem giống nhau, lo lắng là sao cho tích bài vở của mình á. Thứ nhất chọn bài, thứ hai là cha. Mà mọi người thì biết đó là Ngọc là quá quyến rũ. Thế cho nên là Ly nhìn Ngọc và Ly cũng thích nữa. Nếu như vòng tiếp theo mà hai người gặp lại nhau thì hai bạn nghĩ là mình sẽ tiếp tục cùng một màu để mình xem phân tài cao thấp, hay là mình sẽ quyết định mình chọn mỗi người một màu trắng đen khác nhau? Theo em thì cái vòng này mọi người đã thấy được cái màu của em rất là giống nhau, là quyến rũ. Thì đến với đánh thức đam mê thì em muốn thử nghiệm hết tất cả các màu sắc khác nhau, nên là nếu mà cho em vòng sau thì em sẽ muốn thay đổi mình để mọi người thấy là Ngọc Kayla có thể làm được điều này, có thể làm được điều kia nữa, chứ không phải chỉ là quyến rũ thôi. Một tinh thần rất là mãnh liệt anh. Vòng sau cho hát cải lương. chết. Thưa quý vị, mưa, dù và một cô gái. Ba chất liệu mà chỉ cần nghe thôi cũng đã thấy rất tình, rất thơ và vô cùng hợp lý khi rơi vào tay của hai chàng trai trẻ, đẹp trai và lãng tử. Họ sẽ sử dụng những chất liệu này để kể câu chuyện gì và ai sẽ chiếm được trái tim của khán giả cũng như ban giám khảo? Ngay bây giờ, hãy cùng đến với cặp đối đầu giữa Duyên Ngọc của team đạo diễn Minh Nhật và Nhật Trường của team đạo diễn Ngọc Duyên. 3, 2, 1, bắt đầu. Thank you.
nhá, nhẹ nhàng và kiêu sa, tự tin em xài bước khiến anh để ý. Một lần nữa gần bên em là lời nguyện cầu bao đêm, điều này anh phải nói ra dù làm gì. Liệu bên em giờ này đang có ai, có ai, ai, hay đang chôn bàn chân đứng đợi chờ? Ngọc như một chàng bạch mã hoàng tử bước ra từ câu chuyện ngôn tình được viết nên bởi đạo diễn Minh Nhật. Vậy thì chàng hoàng tử đến từ đội đạo diễn Ngọc Duyên sẽ phải tung ra những tuyệt chiêu gì? Ngay bây giờ hãy cùng gặp gỡ Nhật Trường. Lòng chia xa, lòng tàn hơi buông.
mùa xuân qua úa phai nhạt hoa. Yêu là lòng bâng khuâng nhớ hay thương một chiều thu vương, gió êm đưa xào xạc che thương lá rơi 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 tà tơi. Yêu là tình dâng cao gió lao sao ngả hàng phi lao, phút ai ân đắm say tâm hồn nhớ mãi đêm nào bên nhau. Hỏi nhẹ các bạn nữ trong khán phòng này. Nhật Trường hay Duy Ngọc? Thôi cuồng nhiệt. Mà ban nãy Phương Nguyên để ý là không chỉ riêng các bạn nữ đâu à, các bạn nam cuồng nhiệt nông cháy. Một lần nữa, Nhật Trường, những tràng pháo tay nào. Cái này người ta gọi là ai gu đứng hình mất 5 giây đó. Còn Duy Ngọc, ok, đây là vấn đề về gu thật. Chị Phương Vi, chị thích sô-cô-la đen hay là sô-cô-la sữa? Chọn hai cái lại được không? Là sô-cô-la chứ mỗi sữa hơi đắng đắng chút hay sao? Đùa chứ khó chọn lắm thật sự. Tại vì mỗi bạn một màu mà cái nào cũng muốn hết thì làm sao đây? Đối với lại cái phần trình diễn này thì Vi nghĩ là ở bạn Nhật Trường thì cái thế mạnh của bạn là cái giọng hát, cái chất giọng của bạn, cái cách phát âm của bạn. Thì Vi có nghe nói là bạn làm MC đúng không? Cho nên là rất là tròn vành rõ chữ. Và cái giọng hát rất là quý tại vì nghe rất là nam tính. Thì cái phần trình diễn chỉ thiếu chút xíu thôi. Tại vì cái ca khúc đầu là Swing thì Vi nghĩ là mình thiếu chút xíu cái sự lả lơi, bông đùa ở trong đó thì sẽ tạo nên cái sự thu hút hơn rất là nhiều. Còn riêng đối với bạn Duy Ngọc thì ở cái bài đầu tiên thì bạn làm cho Vi gợi nhớ tới cái hình ảnh mà của một cái nhóm nhạc mà cô nữ sinh trung học này hồi xưa mê lắm là Backstreet Boys. Đó là cái phần đầu, thì khi mà cái nhạc ngưng rồi lại chuyển qua cái bài kia thì sang một cái mood hoàn toàn khác. Và cái cảm giác của Vi ở cái thời điểm đó là Vi cảm thấy rất là thẫn thờ, Vi cảm thấy rất là nể. Tại vì thứ nhất là cái cách xử lý cái bài hát, thứ hai là cái sự bộc lộ cảm xúc trên cái cách diễn của mình rất là tốt.
là trái ngược nhau, nhưng mà cái cách bạn chuyển cái cảm xúc nó rất là ngọt. Đó là một cái phần trình diễn mà Vi nghĩ là mang lại rất là nhiều cảm xúc. Chúc mừng hai bạn. À, ngày hôm nay không biết bao nhiêu lần chị Phương Vi sống lại thời cô nữ sinh trung học. Nhưng mà từ đây thì mới biết gu chị Phương Vi là cái gì đó hơi ngọt ngào. Đây, người phụ nữ ngồi bên cạnh gu hơi nặng đây. Em nghĩ rằng là em đoán được gu chị Lý Nhã Kỳ. Chị gu nặng lắm em, gu nặng đến nỗi mà giờ uống cà phê, bắt đầu là cà phê sữa chuyển qua cà phê đen, mà bây giờ chị không uống cà phê đen mà chị ăn bột cà phê luôn em. Chị ăn bột cà phê luôn em. Nó nặng đến vậy luôn đó. Nhưng mà đó là cà phê chị. Bây giờ nếu mà nói đến sô-cô-la thì sao? Sô-cô-la lại khác nha. Đắng thì chị thích cái gì nó đắng nhất có thể, nhưng mà đến cái gì đó ngọt ngào thì chị lại thích ăn cái ngọt hơn. Có nghĩa chị thích ăn kiểu mà sô-cô-la trắng. Sở thích là có thiệt. Em thích ăn sô-cô-la trắng. Nói chung là khó chọn luôn đó. Khó chọn. Hồi nãy giờ hai chị em là cùng gu, chị và Phương Vi là luôn luôn cùng gu, luôn luôn cùng chí hướng. Thực sự rằng là hôm nay hai bạn làm quá tốt, như là Nhật Trường từ những tập đầu giờ là luôn luôn giữ được cái nam tính và phong độ phong trần. Duy Ngọc luôn luôn làm thư sinh, và hôm nay ngồi mà cứ khều nhỏ Phương Vi nói là Vi ơi, chị ước gì mà bây giờ cái tuổi chị nó quay lại và chị có thể làm một cô học sinh thì chắc là tuyệt vời lắm đó Vi. Tại vì hôm nay Duy Ngọc làm cho Kỳ nhớ lại những cái ký ức của tuổi học trò. Quan trọng là Ngọc dẫn được mọi người hòa mình với lại Ngọc nhiều hơn, cũng như là tái hiện được, có nghĩa là mọi người đang feel vào cái dòng nhạc của em, đang feel vào cái ánh nhìn của em. Chị cũng ước gì chị có thể là không làm giám thị nữa mà chị chỉ làm học sinh lớp 12 thôi. À, ngày hôm nay mình có Lý Nhã Kỳ 18 tuổi và Phương Vi 17 tuổi rưỡi. Còn anh Vinh thôi, anh Vinh thôi. Anh 19 tuổi, anh 19 tuổi, 19 tuổi. À. Anh Vinh 19 tuổi, dạ. Anh có nhìn thấy hình ảnh của mình những năm tháng ngày xưa ấy? Có, cứ mưa rơi là anh có rung rinh rồi. Đúng thân hả? Phải nói đây là một bạch công tử và một hắc công tử đó. Hai trường phái rất là rõ nét, mà hai người đều mang lại cho anh những cái cảm xúc rất là đong đầy. Bây giờ cho anh hỏi trường trước nè. Bây giờ mình có một cái vụ mưa và một cô gái. Bây giờ cái lúc đó là chị Duyên là giành giật, chị tính là bây giờ em sẽ xử lý ba cái này sao? Một cái vụ, một cô gái và một cơn mưa thì em sẽ làm cái gì? Chắc chắn là em sẽ đi dưới mưa, nhường cái dù đó cho cô gái, và chắc hẳn là sẽ cầm tay cô ấy cùng vào đi dưới mưa như thế. Bởi vì nếu như em cầm dù em che cho cô nàng thì nó cũng sẽ được đấy. Nhưng mà đâu đó em sợ những cái lúc mà mình không kiểm soát được sẽ khiến cho cô nàng bị ướt, nên thôi cứ nhường cho nàng ấy một cây dù, em sẽ ở bên cạnh chở che cho những cái khoảng thời gian bên cạnh nhau. Biết đâu được cô gái cũng thích đi dưới mưa, không thích che dù. Nếu vậy thì quá tuyệt. Trường là 18 rưỡi đó. Còn bên này, nếu mà cho em ba cái đó luôn là em làm gì? Dạ, nếu cho em ba cái đó thì thực ra đầu óc em mơ mộng lắm. Nếu mà thứ nhất là về sở thích của mình, em thích cái gì nó rất là bao la. Hai người sẽ đứng ngắm cơn mưa ở một cái không gian nó rất là rộng lớn, và cơn mưa rào rất là lớn, và lúc đó thì maybe là có thể trao nhau những cái nụ hôn. Em rất thích cái cảm xúc đấy, nó rất là bao la. Vậy là em quăng cái dù luôn. Anh cho có ba cái mà thêm nụ hôn vô nữa. Anh là cái tuổi này thì anh sẽ cầm cái dù mà cầu mong một cơn mưa tới lớn có một cô gái chạy vô dù của anh đứng sẵn. Đó là người đàn ông của 19 tuổi đã. Dạ, 19 tuổi. Nó chín chắn rồi đúng không? Dạ đúng rồi, dễ vậy. Không còn mơ mộng mà cũng không còn cái tuổi mà còn đứng đó rồi che cho cô nữa, mà cô phải tự chạy tới. Nói như thế là có nghĩa là anh đang cầm cái dù để quyết định che trong một trong hai đứa đó, đứa nào chạy vô sớm. Đó, nhưng mà rõ ràng là hai cái cảm xúc anh nói thật là Duy Ngọc vẫn giữ được cái chất lãng tử ha. Từ trong các cái tập em vẫn giữ được cái chất đó, rất là dễ thương. Và có những cái màn đúng là nó hợp với em ở những cái đoạn mà em diễn với cô gái. Dù
nó rất là lãng mạn. Mà anh thích cái hình ảnh mà thả chiếc áo sơ mi trước. Cái câu chuyện khi mà chiếc áo sơ mi nó như là một cái người thứ ba xuất hiện đúng không? Rất là ẩn dụ mà rất là hay ha. Cái chi tiết là rất là thích. Đó, nó ẩn dụ, nó làm cho người ta tưởng tượng bay bổng hơn. Dùng âm nhạc để tải và dùng cái ẩn dụ. Còn Trường thì cái độ vang, độ dày ha. Bây giờ thì hai người cũng ngang tài ngang sức. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một lần nữa những quyết định khó khăn. Và là quyết định cuối cùng của ngày hôm nay. Đến từ phía ban giám khảo, cả hai chàng trai đều đã trải qua những cơn mưa trên sân khấu này. Vậy thì ngay lúc này cũng thật khó để hỏi xem là ai sẽ lựa chọn ai đúng không ạ? Phương muốn hỏi chị Phương Vi. Đối với Vi, mưa thì nó sẽ mang lại rất là nhiều cảm xúc. Thì Vi sẽ chọn cái phần trình diễn mà mang lại cái cảm xúc mạnh nhất cho Vi. Đó là cái phần trình diễn rất là xúc động của Duy Ngọc. Một lá phiếu dành cho Duy Ngọc của team đạo diễn Minh Nhật. Chàng trai ngọt ngào của chúng ta nhận được một lá phiếu đến từ cô nữ sinh Phương Vi. Chị Kỳ. Yeah. Khoan chị. Yeah. Yeah. Trời ơi, người phụ nữ này, dạ, người phụ nữ luôn phải đưa ra những cái quyết định khó khăn. Hãy để con tim mách bảo. Yeah. Nhưng bây giờ thì anh Vinh sẽ sử dụng cây dù của mình để che cho Trường hay là Ngọc? Bạch công tử Duy Ngọc. Vô tình Phương Nguyên lại gỡ một thế khó cho chị Lý Nhã Kỳ. Nhưng mình vẫn phải đưa ra một quyết định cuối cùng ạ. Màn trình diễn này rồi Duy Ngọc có những cái điểm lợi thế hơn. Và chị cũng đồng tình với lại hai bạn 17 tuổi rưỡi với 19 tuổi. Hai bạn là mình chọn Duy Ngọc. Chúc mừng Duy Ngọc và team đạo diễn Minh Nhật. Trường rút kinh nghiệm nha. Mấy mốt đó là anh Vinh mà có hỏi là cái dù rồi cô gái rồi dưới mưa là phải là phải hôn trước rồi tính. Đúng chính xác, thấy không? Người ta chỉ cần nháo một nụ hôn thôi là ngay lập tức ba lá phiếu liền. Điều này đã chứng tỏ rằng, dạ thưa quý vị, trên sân khấu này không điều gì là không thể xảy ra. Và ngày hôm nay, với kết quả cuối cùng của cặp thi đấu Nhật Trường và Duy Ngọc, thì hai đội đã quay trở về trạng thái cân bằng. Và team đạo diễn Ngọc Duyên cùng với Minh Nhật tạm thời hòa nhau. Một lần nữa hãy dành tràng pháo tay cho Nhật Trường, Duy Ngọc và cả hai team thưa quý vị. Xin chào quý vị. Phải nói là rất vui khi đã hoàn thành xong phần dự thi của mình. Thì nói riêng về cái bài dự thi của Trường á, thì hôm nay Trường chọn hai ca khúc là Yêu và cả là Mưa Nhớ. Phần đầu thì mình muốn mang một cái không gian lãng mạn một tí xíu, ngọt ngào một chút cùng với người con gái mình thương. Đang đi chơi như thế, lãng mạn như vậy thì mưa tới. Nhưng mà cuộc đi chơi hoặc là cái cuộc vui nào cũng phải có một cái lúc mình phải tạm chia tay người ấy đúng không ạ? Về nhà rồi còn công việc riêng nữa. Thành thử ra là bình trình quyến luyến đâu có chịu đâu. Qua mưa nhớ mình cảm thấy là ôi bao nhiêu cảm xúc nó dâng trào dưới cơn mưa đó. Thì Trường đã mong muốn lột tả những cảm xúc như vậy trong phần dự thi của mình. Độ gọi là 100% thì chưa được đâu, khoảng độ 60-70% thôi. Nhưng mà cũng vui bởi vì mình cũng đã có một cái trải nghiệm mới với chương trình. Ở cái phần dự thi của em trong cái lần này thì em chọn hai ca khúc. Thì thực ra trong đầu em đã hình dung ra một câu chuyện, nhưng mà nó là một giấc mơ giữa câu chuyện có thật và một cái sự chia ly. Thì nhưng mà em cũng muốn thử thách và có cái sự gợi ý từ anh Nhật đấy, thì em muốn tự thử thách mình cả ba thứ, đó là ca hát, nhảy và một chút diễn xuất trong cái tiết mục của em. Và trai của quý vị nha, rất đẹp trai, rất đẹp trai, cái đó tôi công nhận. Giọng Hải Phòng rất dễ thương, ngọt ngào, nói chuyện với lại Ngọc thì Nhật đấy rất là thú vị. Thứ nhất là nghe một cái giọng rất là lạ tai và rất là dễ thương. Cái điều đặc biệt Nhật rất là lưu tâm với Ngọc, có nghĩa là khi nói yêu đi, yêu thì thế nào, yêu thì có cái vẻ gì đó rất hết sức là rụt rè. Chính vì như vậy em phải đặt là ok, bây giờ em làm cái yêu mà mình mất mát cái yêu đó, nhìn nhớ về cái người yêu của mình nha. Mình mất rồi, cái qua cơn mưa mình nhớ về, muốn chạm tới người yêu mình mà không được. Có cái cảm giác ý như là qua những cái vòng thi này, Nhật muốn Ngọc trải nghiệm thêm về những cảm giác khi yêu. Còn đối với Trường, một én vàng giọng trầm ấm dưới cơn mưa, đó là một điều hết sức là tuyệt vời nha.
chị Ngọc Duyên rất biết đặt để người. Về cái phần nhảy nhót có thể là Nhật Trường không mạnh tới đi, Nhật Trường xuất thân là một MC, nhưng về cái chất giọng đó khiến mọi người sẽ ấm hơn khi những cơn mưa đổ xuống, đúng không chị Duyên? Trường á mang đến cho Duyên, và Duyên cũng biết rằng là quý vị khán giả nữ á, khi mà theo dõi Nhật Trường thì chắc chắn là cũng sẽ cảm nhận giống như Duyên là thấy một cái sự nồng nàn, ấm áp với cái người đàn ông này. Chính vì vậy mà Duyên đặt Trường vào trong cái cơn mưa. Cơn mưa có thể nó có lạnh ngoài da, nhưng mà với cái ánh mắt của Trường rất là tinh nghịch, và cái nụ cười này, một cái nụ cười rất là có duyên. Cho nên Duyên nghĩ là trong cơn mưa, lạnh ngoài da, nhưng mà nhìn thấy được một cái nụ cười như vậy, thấy được một cái ánh mắt như vậy, tự nhiên mình thấy tim mình nó ấm, thiệt là ấm. Tiếp nữa là Trường là một thí sinh rất là quyết tâm nha, rất quyết tâm với từng vòng thi. Đúng là trái cái nghề, trái tất cả mọi thứ mà Trường đã đi, nhưng rất quyết tâm với những thử thách mới. Tuần sau, các nghệ sĩ sẽ đối diện với thử thách ca hát. Màn đối đầu ma mị máu lửa của Bích Ly và Adam Lâm có làm cho giám khảo hài lòng? Ngọc Khê La quyến rũ ngọt ngào, hoa giọng cùng Nhật Trường thâm trầm sâu lắng. Ai sẽ giành được tình cảm nhiều hơn? Giọng hát cảm xúc rực lửa kết hợp cùng sân khấu chuyển động hiện đại và sự trợ giúp đắc lực từ ban nhạc hứa hẹn mang đến những màn đối đầu kịch tính gay cấn. Tất cả sẽ có trong tập 9 Đánh thức đam mê, được phát sóng vào lúc 20:45 thứ sáu ngày 18/9/2020 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, và được phát lại vào lúc 13:00 thứ bảy ngày 19/9/2020 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Đánh thức đam mê, viết tiếp thanh xuân.